kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện giảng giải chủ giảng lão pháp sư tịnh không giảng tại tịnh tông học hội singapore thời gian tháng 5 năm năm một tập 88 mươi Nhược thiên, nhược long Nhược nam, nhược nữ Nhược thần, nhược quỷ Nại trí lục đạo, tội khổ chúng sanh Văn nhữ danh giả Kiến nhữ hình giả Luyến mộ nhữ giả, tán thán nhữ giả Thì chư chúng sanh ư vô thượng đạo Tất bất thoái chuyển Thường sanh nhân thiên, cụ thọ diệu lạc Nhân quả, tương thuộc, Ngộ Phật thọ ký Đoạn này là Đức Thế Tôn khen ngợi Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Âm thật sự có nhân duyên rất lớn Với thế gian này của chúng ta Thế gian này bao gồm Cả mười Pháp giới ta bà Phạm vi rất lớn Chúng sanh trong mười Pháp giới nhất là chúng sanh tội khổ trong lục đạo đức thế tôn trên kinh vô lượng thọ đã nói cho chúng ta biết khi chúng ta gặp phải tai nạn lớn chỉ cần nhất tâm xưng niệm quan thế âm bồ tát thì liền có thể thoát khỏi tai nạn lời nói này chúng ta mới nghe qua thấy hình như là mê tín thực ra nó thật sự là có căn cứ lý luận điều quan trọng nhất ở trong đây là nhất tâm sinh niệm thì mới có thể hóa giải được tai nạn tai nạn được hình thành như thế nào là do hiện tượng của những sóng niệm ác và tập khí ác hiện ra khi nhất tâm xưng niệm thì tâm này của bạn là thanh tịnh bình đẳng bạn phát ra cái sóng này nó sẽ quấy nhiễu với sóng lên xuống bất định đó Nếu như lực sống này của bạn mạnh Bạn quấy nhiễu nó Nó không thể quấy nhiễu bạn Thanh tịnh bình đẳng sẽ sang bằng sống Những tập khí ác và niệm ác đó Vậy là hiện tượng tai nạn được hóa giải rồi Đạo lý là ở chỗ này hiện nay nhà khoa học cũng hiểu được cái đạo lý này nhưng nói không được rõ ràng như vậy họ phát hiện cả thế giới thời trước đây nói còn có vật chất nhưng theo cách nói hiện nay thì vật chất là hoàn toàn không tồn tại hiện tượng vật chất là do hiện tượng sống tạo thành cho nên sống nhất tâm xưng niệm này là tốt nhất nhất tâm chính là nhất chân pháp giới là chân tâm toàn bộ tất cả sống động là vọng tâm chúng ta dùng chân tâm để mà hóa giải vọng tâm thì tai nạn được tiêu trừ hiện tướng mà nhất chân hiện ra là nhất chân pháp giới của chư phật bồ tát Là rất yên định hòa bình Tốt lành An lạc Chúng ta phải thể hội thật kỹ cái đạo lý này Sau đó chúng ta mới khẳng định phương pháp Trong các kinh điển Phật dạy cho chúng ta Chúng ta biết được làm như vậy là thật sự có hiệu quả ha? Làm như vậy là được chư Phật Bồ Tát gia trị người thế gian chúng ta gọi là phật bồ tát phù hộ bản thân bạn không thể được nhất tâm thì phật bồ tát không thể gia trị được rồi chính bạn niệm được nhất tâm liền cảm ứng đạo giao với chư phật như lai đạo lý nó là như vậy cho nên trong phật pháp thực sự là không có mê tín chỗ này nói Văn danh kiến hình Đây là duyên Luyến mộ tán tháng Luyến mộ là học tập theo Phật Bồ Tát Tán tháng là khen ngợi tán dương chư Phật Bồ Tát Là giới thiệu Phật Bồ Tát cho đại chúng Chúng ta gọi là Hoằng Pháp Lợi Sanh Khen ngợi là hoàng pháp lợi sanh Luyến mộ là y giáo tu hành Từ đó cho thấy Người như vậy Chắc chắn là có thiện căn phước đức Nghe danh hiệu Thấy hình ảnh Là nhân duyên Họ là có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên cho nên người như vậy Thì ư vô thượng đạo Tất bất thói chuyển Đây là nói quả báo của họ Thường sanh nhân thiên Cụ thọ diệu lạc Đây là người vẫn chưa có phát tâm Cầu thoát khỏi lục đạo Mười pháp giới Vẫn chưa phát tâm Họ hưởng sự vui vi diệu Ở cõi trời cõi người Trong lục đạo Chắc chắn không đọa ba đường ác cũng sẽ không sanh vào trong cõi Atula. Tuy sanh vào cõi Atula là hưởng thụ, hưởng vui nhưng mà tạo nghiệp. Họ hưởng hết phước báo rồi, nhất định sẽ bị đọa lạc. Trong cõi trời người thì nhất định gặp được bạn lành. Gặp được thầy tốt. làm tăng thượng duyên cho họ người có thiện căn phước đức gặp được thiện tri thức họ đều có thể sanh niềm tin có thể hiểu có thể y giáo phụng hành đây là cái nhân thù thắng nhân quả tương thục đây là người thật sự giác ngộ rồi giác ngộ thì không nên hưởng phước báo lâu dài ở cõi trời cõi người một khi hưởng phước thì không có chuyện không tạo nghiệp là vô tình sẽ tạo nghiệp cho nên họ có thể xả bỏ phước báo của mình mà chuyên tu tịnh độ thế là ngộ phật thọ ký chúng ta biết ở trong thời đại này lời này cũng là do chư phật như lai nói thời kỳ mạc pháp chỉ có tu pháp môn tịnh độ là thành tựu quan trọng nhất của tịnh độ là tâm thanh tịnh hôm qua chúng tôi ở trên máy bay tin tức trang nhất của tờ báo do báo tiếng anh đưa tin kinh tế của singapore suy thoái dự đoán đến mùa xuân năm tới còn khó khăn hơn hiện nay chính phủ nhắc nhở nhân dân phải chuẩn bị tâm lý nói như vậy chúng tôi đã từng nghe nói rất lâu rồi Tai nạn trong thế gian càng ngày càng nhiều Ngày càng cấp bách Chúng ta phải xử lý như thế nào? Trước đây Lý Lão Sư nói Phương pháp duy nhất là niệm Phật cầu sanh tịnh độ Câu nói này của Thầy là lời chỉ dạy chân thật Cầu sanh tịnh độ cần phải buông xả vạn duyên Cho nên ngày nay Việc xây dựng thôn di đà Và niệm Phật đường Là đại nhân duyên Không những là hiếm có trong thời đại này hiện nay Mà trong vô lượng kiếp cũng hiếm có Một lần nhân duyên như vậy Chúng ta phải biết Chúng tôi đi qua các nơi ở hải ngoại Nơi nào cũng cầu chúng tôi Pháp sư à Xin thầy thường trụ ở nơi này Thầy ở đây giảng kinh độ chúng con Bạn phải biết như thế là Đã phá hoại đạo tràng Một đạo tràng thù thắng Có thể cứu giảng cả thế giới Khi phá hoại đạo tràng này Thì cả thế giới sẽ gặp tai ương Đạo tràng này giống như đài truyền hình Đài phát sóng vậy Ở đây nó đang phát ra sóng tư tưởng bình tĩnh Sanh ra sức mạnh rất lớn Bạn phân nhóm người này ra thành 4 năm nhóm nhỏ Phân chia ra Thì lực của đạo tràng sẽ rất yếu ớt Không thể làm việc được Không giúp ích được gì cho tai nạn Cho nên các chị hiểu rõ đạo lý này Chúng ta cần phải tập trung người niệm Phật Trên toàn thế giới lại với nhau thì sẽ sanh ra sức mạnh rất lớn Thế nhưng người thế gian đều là dùng tình cảm Thầy ở Singapore không ở chỗ của con Tại vì sao không đến làm ở chỗ của con Là do nhân duyên Mỗi cái đều có nhân duyên Chứ không phải yêu thương riêng một nơi nào Đâu có loại đạo lý này Nơi nào có duyên thì làm ở nơi đó Người thế gian đều làm theo cảm tình Đều vì chính mình làm ở chỗ của con Tốt nhất là làm trong nhà con Cây dòng lẫn vẫn nhỏ như vậy Ở quốc gia này của con vẫn không được Ở tỉnh này của con, thành phố này của con Tốt nhất là ở nhà con Vậy thì sao có thể ra khỏi tam giới được chứ Làm sao có thể thoát khỏi luân hồi được chứ Tâm lượng quá nhỏ rồi Nhất định phải biết cái đạo lý này Chúng tôi cảm thấy những người đó nhiệt tình rất là đáng thương. Chúng tôi cũng rất là cảm kích nhưng nhất định không được mắc lừa, tuyệt đối không được nghe theo họ. Chúng ta lấy sự ổn định, hòa bình của tất cả chúng sanh của cả thế giới mà là mục tiêu. Cái lớn có thể chứa đựng cái nhỏ nhưng cái nhỏ không thể chứa đựng được cái lớn. xin xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây nhớ kim cụ đại từ bi lân mẫn chúng sanh cập thiên long bát bộ thính ngô tuyên thuyết địa tạng bồ tát bớt tư nghị lợi ích chi sự ở trong phẩm kinh này đây là bồ tát quan thế âm thay chúng ta đứng ra khải thỉnh lòng từ bi của bồ tát quan âm không có khác gì so với Bồ Tát Địa Tạng Các ngài đều thương xót chúng sanh khổ nạn Đều tám bộ chúng trời rồng Không nghe kinh, không nghe thuyết pháp Cũng tạo tội nghiệp Bên dưới đây là Ngài Chỉ dạy cho bồ tát quan âm nhưng thực ra cũng chính là chỉ dạy đại chúng tham dự pháp hội chữ thính là lắng nghe ngô là thế tôn tự xưng đang tuyên dương những sự lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của ngài địa tạng nhớ đương đế thính ngô kim thuyết chi quán thế âm ngôn duy nhiên thế tôn nguyện nhà hậu dục văn Mấy câu này không cần giải thích nữa. Sau đó là Thế Tôn tuyên dương cho đại chúng chúng ta Phật cáo Quán Thế Âm Bồ Tát. Bồ Tát quan Thế Âm là đại biểu của mọi người chúng ta. Vị lai hiện tại chư thế giới trung hữu thiên nhân thọ thiên phước tận, hữu ngũ suy tướng hiện hoặc hữu đọa ư ác đạo chi giả Đoạn này rất là quan trọng. Chúng ta cần phải nhớ thật kỹ. Đây là nói rõ một chân tướng sự thật là sanh lên cõi trời, khi người cõi trời hưởng hết phước rồi. Hưởng hết phước rồi sẽ chết. Đây là nói rõ tuổi thọ của người cõi trời rất dài nhưng không thể không chết. Tất cả chúng sanh trong lục đạo Thấy đều có sanh tử Hai loại sanh tử đều có đủ Là phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử Cho dù sanh về cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ Thì vẫn còn sanh tử Ở trong đây không rút ráo Nhưng có biết bao nhiêu người hy vọng sanh về cõi trời Cõi trời chưa rốt ráo không những phước cõi trời Cũng sẽ hưởng hết Người cõi trời có sanh tử Giả lại họ vẫn bị đọa đường ác Sau khi tuổi thọ Trên cõi trời hết rồi Sẽ đọa ba đường ác Đây là chân tướng sự thật Chúng ta không thể không biết mấy câu phía trước trong chú giải này nói rất hay chúng ta hãy đọc qua một lượt tam giới chư thiên cá thừa túc nghiệp tam giới là chỉ dục giới có sáu tầng trời sắc giới có mười tám tầng trời vô sắc giới có bốn tầng trời tổng cộng là hai mươi tám tầng trời Sao được sanh lên cõi trời vậy? Do nghiệp tu trong đời quá khứ khác nhau Sanh lên cõi trời Đều là tu thiện nghiệp Trên kinh Phật nói cho chúng ta biết là Thập thiện nghiệp đạo tứ vô lượng tâm Đây là điều kiện để bạn sanh lên cõi trời Ngày nay chúng ta ở trong đời sống thường ngày Đối nhân xử thế Có làm được thập thiện hay không? Các vị đồng tu muốn được một chút thành tựu trong Phật pháp thì nhất định là ở trong đời này tuyệt đối không được làm những việc tổn người lợi mình, tuyệt đối không được phép làm, tuyệt đối không được có ý nghĩ hại người. Đương nhiên càng không nên làm chuyện tổn hại người khác, không được làm trong bất kỳ trường hợp nào cũng không nói ra lời thô ác đạo lý làm người căn bản này chúng ta phải biết phải làm cho đến được nếu như có thể luôn nghĩ đến lợi ích cho chúng sanh có thể quên mình vì người thì bạn đã tu thích phước đức rồi bạn mới có thể được phước máu nhân thiên tới tâm động niệm vì xã hội vì nhân dân vì tất cả chúng sanh thì tiền đồ của bạn tươi sáng rồi cho dù không biết giảng sanh tịnh độ nhưng chắc chắn sẽ sanh lên cõi trời hưởng phước Trên kinh Phật nói thiện ác Tội phước Bạn nhất định phải phân biệt cho thật rõ ràng Thật minh bạch Kinh địa tạng cũng nói rất tường tận Chúng ta nên thường xuyên đọc tụng Thường xuyên tư duy Chúng ta ở trong đời sống thường ngày Đối tâm động niệm Lời nói việc làm Có phạm phải hay không trong khi bạn đọc tụng hãy kiểm điểm lại tâm hạnh của chính mình đây gọi là thật sự tu hành nếu như có phạm phải thì thật sự phải sám hối sửa lỗi tuyệt đối không được che giấu không được che đậy nếu che đậy thì tội nghiệp của bạn sẽ rất nặng tội nghiệp của bạn sẽ càng tích càng nhiều bạn phải biết sám hối phải thật sự sửa lỗi nhất định không nên lợi dụng người khác việc đó không lợi ích gì bạn lợi dụng người ta thì đời sau vẫn phải trả nợ cho họ việc gì phải như vậy chứ vì chẳng phải là gây phiền phức cho mình hay sao thọ dụng trong đời sống của mình càng đơn giản càng tốt lần này ở pơ tôi có đi tham quan một đạo tràng tu hành của người tiểu thừa sau khi tham quan xong thấy rất cảm động Ở trong đây có 17 người xuất gia Họ đến từ rất nhiều quốc gia khu vực Họ được tín đồ cúng dường Có một miếng đất Rộng 96 mẫu anh là rừng cây Tụi mình xây đạo tràng ở trong đó Nhà cửa hoàn toàn tự mình xây dựng tự mình thiết kế tự mình xây chứ không thuê công nhân xây rất đẹp họ có ngôi phật đường đơn giản trang nghiêm có một thư viện nhỏ có phòng tắm Phòng tắm rất lớn Từng căn từng căn riêng biệt Nhà liêu họ ở Hiện nay có 20 căn Cự ly của mỗi căn nhà liêu Đại khái đi bộ khoảng 5 phút Nhà liêu là dạng nhà nhỏ Dành cho một người ở Tôi thấy diện tích đó Có lẽ khoảng 4 mét vuông Không lớn Nếu như để giường thì khoảng 3 chiếc là hết chỗ Căn nhà nhỏ nhưng rất sạch sẽ Là giống như am tranh vậy Phân tán rải rác trong khu vực này Họ nói họ hy vọng tương lai đạo tràng này Nhiều nhất chỉ ở 20 người Không có nhà bếp Người tiểu thừa không có nhà bếp Không nấu cơm, họ tiếp nhận sự cúng dường từ người khác mỗi ngày có cư sĩ mang cơm và thức ăn đến nơi đó để cúng dường họ không có nhà bếp họ mỗi ngày ăn một bữa ăn bữa ngọ tôi tham quan xong thấy rất cảm động họ chỉ chuyên tâm hành đạo trong thành phố họ có ngôi đạo tràng chi nhánh có giảng đường vào thứ sáu mỗi tuần họ phái hai vị pháp sư xuống đó giảng kinh thuyết pháp Mỗi tuần một lần Thính chúng có khoảng hơn 400 người Đều là tín đồ của họ Chúng tôi cũng có đồng tu đến hỏi họ Nếu như trời mưa gió Không có người đưa cơm đến thì làm sao Họ nói xưa nay chưa từng có chuyện đó Mấy năm về trước Rừng bị cháy Cây cối ở nơi đó của họ cũng bị thiêu rụi hết Nhưng mà liêu của họ đều không bị sao cả thật không thể nghĩ bàn cho nên chân thật tu đạo sẽ có thần hộ pháp bảo vệ chúng tôi nhìn thấy rất là cảm động thật sự nhìn thấy hình ảnh của người tu hành đây chính là nơi tham học của chúng ta đoạn kinh văn này nói người cõi trời khi thọ hưởng hết phước thì có năm tướng suy hiện ra người cõi trời phước báo lớn hay nhỏ cũng khác nhau giống như cõi nhân gian chúng ta vậy chúng ta được thân người Mọi người đều có được thân người, đều cư trú trên địa cầu này, nhưng phước báo của mỗi người khác nhau. Chúng tôi đến Úc Châu để tham quan, người Úc Châu có phước báo lớn hơn chúng ta. Chúng ta nhiều người tu hành như thế này, lại chen chúc trong một ngôi lầu nhỏ, giống như lòng chim bồ câu vậy. Nhà lưu của người ta, mỗi người ở trong căn phòng rất lớn, rất to. Tuy già lưu của họ nhỏ Nhưng không gian hoạt động rất lớn Từ căn nhà của tôi đây Đến căn nhà của bạn Muốn đi bộ đến để thăm Phải mất 5-6 phút Đây là nơi sông núi hữu tình Hiện nay chúng ta gọi là từ trường khác nhau Khi bước vào đạo tràng Tâm của bạn liền cảm thấy thanh tịnh Cảm thấy hoan hỷ Trên núi động vật hoang dã nhiều hơn con người Thế nhưng người xuất gia đều có tâm từ bi Động vật hoang dã cũng không hại người Con người có thể giao tiếp được với những động vật hoang dã này Tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm từ bi thì có thể giao tiếp được Rắn độc thú dữ cũng không làm tổn hại bạn Bởi vì tâm bạn từ bi, bạn không có tâm độc ác nếu trong tâm bạn độc ác sẽ sanh xung đột với nó nếu tâm bạn từ phi an định sẽ không sanh xung đột với nó người tu hành trong núi sâu ở trung quốc cũng rất nhiều họ cũng thường hay ở chung với những loài thú dữ như cọp Những loài thú dữ đó giống như thú cưng nuôi ở nhà vậy Chúng rất là biết nghe lời Đạo lý là ở chỗ này Đây chính là cách mà Phật dạy chúng ta Làm thế nào chung sống hòa bình như chúng sanh trong lục đạo Đời bên tôn trọng lẫn nhau Hợp tác lẫn nhau Con người có thể chung sống hòa bình với rắn độc Thú dữ Thì đâu có lý nào không thể chung sống hòa bình với con người được chứ Cho nên phải luôn luôn phản tỉnh lại chính mình Không nên đi soi xét người khác Lỗi lầm do đâu vậy? Lỗi lầm chắc chắn là do ta Người khác không có lỗi lầm Là bạn có thể chung sống được với người ta Nếu như khởi tâm động niệm Bạn nghĩ tôi không có sai Họ đều sai thì bạn sẽ đối lập với người rồi Luôn đối đầu với họ Tình kết này dính diễn không thể hóa giải được Cho nên phải thường xuyên soi lại lỗi lầm của mình Điều chỉnh lại lỗi lầm của mình Không nên yêu cầu người khác thuận theo ta Yêu cầu ta phải làm sao thuận theo mọi người Như vậy mới đúng Bồ Tát phổ hiền dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh Chứ không có bảo chúng sanh hằng thuận theo ta Không có Sau đó mới có thể tu tích công đức Ở trong tùy hỷ công đức Công đức là định huệ Định trong Kinh Di Đà nói nhất tâm bất loạn đó là định khi định khởi tác dụng chính là huệ định huệ mới có thể giải quyết được vấn đề Nếu như Phước báo của người cõi trời Không phải thật lớn Thì lúc lâm chung Hạt giống tập khí ác Trong A là gia thức Sẽ khởi hiện hành Khởi hiện hành Thì họ sẽ đỏ ác đạo đây là trên kinh Phật thường nói Lúc lâm chung Nghiệp lực hiện tiền Nghiệp nào mạnh nhất sẽ dẫn đi trước Ý nghĩ nào mạnh Thì sẽ theo ý nghĩ đó mà đi đầu thai Cho nên lúc sắp mạng chung Niệm thiện mạnh Thì sanh vào đường thiện Niệm ác mạnh Thì đọa vào đường ác Chứ không phải do vua Diêm La xử cho bạn đi vào đường nào Không phải vậy Là do ý nghĩ của bạn dẫn dắt bạn đi Ý nghĩ ngu si của bạn mạnh thì đi vào đường xúc sanh. Ý nghĩ tham ái mạnh thì vào đường ngạ quỷ. Ý nghĩ sân hận mạnh thì đi vào địa ngục. Từ đó cho thấy nếu như cái niệm cuối cùng đó của chúng ta có lực niệm Phật mạnh, vậy liền giảng sanh tịnh độ. Bình thường phải bồi dưỡng cái ý nghĩ này chỉ đến lúc sắp mạng chung sẽ không kịp Lúc sắp mạng chung có được một niệm đến mười niệm là giảng sanh không sai Nói trên lý thì được nhưng trên sự thì rất ít có Thật sự có mấy người như vậy Là nhờ lực thiện vốn có ở trong đời quá khứ mạnh Do nhất thời mê hoặc tạo tác ác nghiệp Lúc lâm chung có người nhắc nhở Thì căn tánh vốn có đó của họ liền khởi tác dụng Như vậy mới có thể giảng sanh Họ quyết định là không phải do may mắn nếu như bạn nghĩ do may mắn mà được giảng sanh Là không có đạo lý này rồi Cho nên nhất định Mỗi ngày phải bồi dưỡng Nỗ lực bồi dưỡng Gấp rút bồi dưỡng Phải biết đây là đại sự nhân duyên Trong trăm nghìn muôn kiếp khó gặp được Hiểu rõ chân tướng sự thật của đạo lý này thì sao bạn không buông xả được chứ bạn nhất định sẽ buông xả được thôi nếu như bạn nói bạn không buông xả được là bạn vẫn chưa nhận thức rõ ràng về chân tướng sự thật này chưa thấu triệt đạo lý sau khi thấu triệt rồi chắc chắn sẽ buông xả chắc chắn không còn dính nhiễm ngũ suy tướng hiện năm tướng suy trên kinh có nói có hai loại năm tướng suy nhỏ và năm tướng suy lớn năm tướng suy nhỏ thứ nhất là thân thể sẽ có mùi hôi thân thể người cõi trời thanh tịnh thân thể có mùi thơm có một đồng tu niệm phật hoặc giả là lúc đang niệm phật hoặc giả là lúc đọc kinh thậm chí là lúc kinh hành lúc thảo luận phật pháp người thấy mùi thơm lạ mùi thơm này từ đâu đến vậy có thể mùi thơm này bạn chưa từng ngửi thấy bao giờ bạn cũng không thể miêu tả được có mùi thơm lạ thậm chí là mùi thơm rất đậm đặc có khi kéo dài thời gian đến mấy phút mọi người đều ngửi thấy đại đức xưa nói cho chúng ta biết chúng ta ở nơi này Niệm Phật tụng kinh thảo luận Phật Pháp Thiên nhân đi ngang qua nơi này Họ nhìn thấy sanh tâm hoan hỷ Họ liền dừng lại chắp tay vào lúc này bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm Tình trạng này rất nhiều Rất nhiều người đã từng gặp qua Khi năm tướng suy nhỏ hiện tiền Tức là phước báo của họ sắp hết Mùi thơm không còn nữa loại thứ hai là trên người thiên nhân đều có ánh sáng ánh sáng này bị yếu đi loại thứ ba là khi tắm rửa bị dính nước ở trên người chúng ta tắm rửa sau khi tắm rửa xong lau chùi thân thể sạch sẽ nhưng thiên nhân thì không cần nước không dính lên người được nước dính lên người đây là tướng suy nhỏ Loại thứ tư là ở trong cảnh giới có khởi một tâm niệm tham rất nhỏ, có một chút dính nhiễm. Loại thứ năm là mắt, chúng ta gọi là nháy mắt. Mắt của thiên nhân là thường hay mở, không có nháy mắt. Nếu có hiện tướng nháy mắt, thì đây là tướng suy đây là năm tướng suy nhỏ cho thấy sắp hết phước báo rồi khi hưởng hết phước báo thì năm tướng suy lớn hiện tiền năm tướng suy lớn thứ nhất là quần áo dơ bẩn quần áo của người cõi trời cũng không cần phải cắt may cũng không cần giặt vũ quần áo của họ thật sự là không nhiễm mảy bụi vào lúc này quần áo nhiễm bụi dơ Thứ hai là người cõi trời đều đội mão Trên mão đều có hoa tươi Hoa sẽ bị khô, héo Là tướng suy lớn vào lúc này họ rất đau khổ Thứ ba là chảy mồ hôi Khi xuất hiện tình trạng này Cho thấy tuổi thọ của họ sắp hết rồi Trên kinh đói đại khái không quá 7 ngày Là họ sẽ chết loại thứ tư là thân thể có mùi hôi mùi khó chịu loại thứ năm là họ ngồi không yên đứng ngồi không yên khi năm tướng suy nhỏ hiện tiền nếu như vào lúc này họ có duyên gặp được chư phật bồ tát gặp được đại thiện tri thức họ có thể sám hối quy y Y giáo tu học Họ có thể phục hồi được Có thể tăng trưởng thiên phước Hay nói cách khác là tăng trưởng tuổi thọ của họ Khi năm tướng suy lớn hiện tiền thì không được Chắc chắn bị đọa lạc Cho nên người cõi trời Càng lên cao thì khi đọa lạc sẽ càng khổ cõi trời dục giới sắc giới hướng hết phước cõi trời rồi vẫn có rất nhiều người rơi xuống nhân gian có được thân người cõi trời tứ thiền trời tứ không sau khi tuổi thọ hết rồi phần lớn là bị đọa vào tam độ hoặc có người đọa vào đường ác điều này người ta thường gọi là trèo cao té nặng việc này đều có đạo lý ở trong đó xin mời xem đoạn kinh văn này dưới đây như thị thiên nhân nhược nam nhược nữ đương hiện tướng thời hoặc kiến địa tạng Bồ Tát hình tượng Hoặc văn địa tạng Bồ Tát danh Nhất chim nhất lễ Thị chư thiên nhân Chuyển tăng thiên phước Thọ đại khoái lạc Dính bất đọa tam ác đạo báo Việc này phải xem duyên phận Nếu như duyên phận Của họ tốt Nhìn thấy Bồ Tát Địa Tạng trong lúc năm tướng suy hao của họ hiện ra Nhìn thấy hình ảnh Bồ Tát Địa Tạng Hoặc giả là nghe danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng Đây là câu nhất định Phải nhìn thấy đích thân Bồ Tát Giống như chúng ta hiện nay Đắp nặng hình tượng Bồ Tát Địa Tạng bạn nhìn thấy tượng Nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng Còn có thể một lần chiêm ngưỡng một lần đảnh lễ Ở đây nói Nhất chim nhất lễ Chúng ta không nên hiểu lầm là lễ bái Bồ Tát Địa Tạng một lần là được. đâu có chuyện dễ dàng như vậy được chứ? chuyện nhất là nhất tâm. cái này phải biết là chân tâm. dùng tâm chân thành chiêm ngưỡng đánh lễ. trong tâm chân thành là đã có đầy đủ sám hối. Đã có đầy đủ lễ kính Bồ Tát Thiên Thân Ở trong giảng sanh luận Đã nói năm cương lĩnh tu học Thì trong chim lễ Là có đầy đủ viên mãn năm cương lĩnh đó lão cư sĩ hạ liên cư căn cứ theo nguyên tắc này đã đặt ra thời khóa tịnh tu tiệp yếu cho người mới học chúng ta tịnh tu tiệp yếu là dựa theo năm nguyên tắc mà bồ tát thiên thân nói trong giảng sanh luận đã đặt ra cho nên có lễ kính có xưng danh có sám hối ở trong đây quan trọng nhất là sám hối thì chư thiên nhân chuyển tăng thiên phước nghiệp chướng tiêu trừ thì phước báo hiện tiền ngay họ có thể kéo dài thời gian hưởng thụ thiên phước Dính bất đọa tam ác đạo báo Trong Chú giải Có một câu chuyện Các vị hãy tự mình đọc xem Thì sẽ biết ngay từ trong đủ dạng nhân duyên công án tu học của người xưa chúng ta không những có thể sanh khởi lòng tin hơn nữa còn có thể nhận ra được chân tướng sự thật biết được phải tu học như thế nào Đây là nói Chim lệ sám hối tu phước Dưới đây nói Hà hướng kiến văn Bồ Tát Dĩ chư hương hoa Y phục ẩm thực Bảo bối Anh lạc bố thí cúng dường Sở hoạch công đức Phước lợi Phô lượng phô biên Đây là nói Phước báo Của việc thấy nghe chim lễ là rất lớn Nếu như cộng thêm cúng dường nữa vậy thì đương nhiên Họ sẽ được phước lớn hơn nữa Ở trong đây có nêu ra mấy điển hình như Hương hoa, đồ y phục, đồ ăn uống bạn phải hiểu được ý nghĩa tượng trưng hương biểu thị cho niềm tin biểu thị cho giới định biểu thị cho ngũ phần pháp thân chứ hoàn toàn không phải là chúng ta đem một chút hương đốt cúng dường lên trước mặt phật bồ tát là được đó là hình tượng phải biết là từ trong hình tượng nhận ra được thực chất đó mới là hương thật cho nên có thể xả bỏ được tham sân si tu giới định huệ đây mới đích thực là dùng hương cúng dường phật ý nghĩa mà chúng ta thắp lên nén hương chính là ở chỗ này xa lìa tham sân si siêng năng tu giới định huệ Hoa biểu thị cho lục độ dạng hạnh Y biểu thị cho nhẫn nhục Phải hiểu được điều này Ẩm thực biểu thị cho pháp gì Bảo bối anh là biểu thị cho dụng cụ trang nghiêm chúng ta thật sự có thể dựa theo những phương pháp này mà tu học thì phước báo và lợi ích mà bạn nhận được sẽ là vô lượng vô biên vô lượng vô biên trong chú giải có nói sau cùng chú dạy nói kim hoạch công phước chánh giữ bát nhã tương ưng cố như hư không vô lượng vô biên làm sao tương ưng với bát nhã tức là trong kinh kim Cang vậy chúng ta bồ tát dùng không tướng ngã không tướng nhân không tướng chúng sanh không tướng thọ giả tu tích hết thảy thiện pháp tuy tôi diệt thiện nhỏ nhưng nhận được lợi ích công đức phước đức vô lượng vô biên chính là đạo lý này nếu như tu hành mà chấp tướng dù tu học việc phước báo lớn đi nữa nhưng phước báo họ nhận được là rất nhỏ sự thật này thế tôn đã nói trên kinh quá nhiều quá nhiều rồi đặc biệt là kinh đại thừa chúng ta cần thể hội cho thật kỹ từ đó cho thấy mở rộng tâm lượng là đầy một quan trọng hàng đầu của người tu học đại thừa chúng ta nếu như không thể mở rộng tâm lượng thì thành tựu của chúng ta nói lời thành thật là kém hơn người tiểu thừa rất xa mặc dù người tiểu thừa không thể chứng quả đây là sự thật ngay cả sơ quả tu đà hoàng cũng không dễ gì chứng được cũng rất khó nhưng phước báo nhân thiên họ chắc chắn sẽ nhận được chúng tôi xem xong hoàn toàn không có hoài nghi họ tu thiên phước Nếu như có thể đoạn được 88 phẩm kiến hoặc Mới có thể chứng được quả tu đà hòa Nhưng 88 phẩm kiến hoặc Trong tam giới không dễ gì đoạn dứt được Người đại thừa chúng ta Nếu như không buông xả thân tâm thế giới thì niệm phật cũng không thể giảng sanh đây là câu thiền cửa miệng mà đường chủ niệm phật đường thường hay nhắc nhở từng giây từng phút nhắc nhở đồng tu niệm phật luôn là thân tâm thế giới hết thảy buông xuống thân tâm thế giới hết thảy buông xả chính là buông xả bốn buôn tướng ngã nhân chúng sanh thọ giả là tương ưng với bát nhã lúc đó thật sự là một niệm tương ưng một niệm phật niệm niệm tương ưng niệm niệm phật vậy là thật sự nắm chắc phần giảng sanh không có nắm chắc phần giảng sanh là do bạn có dính mắt như thế gian chỉ cần bạn có bảy mây dính mắt thì nó sẽ chướng ngại bạn giảng sanh rồi nên cần phải xả cho thật sạch sẽ bạn có gì thì đến bố thí lợi ích chúng sanh nhu cầu của thân thể mình quá hữu hạn tiêu tốn không nhiều việc gì phải tích chứa quá nhiều những đồ dùng hằng ngày này chứ khiến cho thân thể mình tạo thêm tội nghiệp Cho nên nhất định phải biết bố thí Phải biết đem phước báo của mình Ra hưởng chung với tất cả chúng sanh Vì thì phước báo của bạn lớn rồi Đó là phước báo chân thật Cái đoạn khen ngợi này Của Đức Thế Tôn Rất dài đến chỗ này là hết một đoạn phía sau là việc chuyển nghiệp ác lúc lâm chung cũng vô cùng quan trọng ngày mai chúng ta sẽ giảng tiếp a di đà phật cẩn dịch ban biên dịch tình không pháp ngữ địa chỉ email vọng tây cư sĩ a móc gmail com người đọc hạnh quang nguyện đem công đức này hồi hướng đến hương linh nhà giáo cụ phan thế phả kính nguyện hương linh nương nhờ phật lực tội diệt phước sanh tóc xả mê đồ tảo trăm phật quốc nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà Phật 能、嗯。